Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thức, không sanh, không diệt, không đến, không đi, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, tánh của nó thường như chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, nên gọi là chân như, thì này thiện hiện, đó là như thật biết chân như của thức. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sắc và tự tánh của sắc là không, như thật biết thọ và tự tánh của thọ là không, như thật biết tưởng và tự tánh của tưởng là không, như thật biết hành và tự tánh của hành là không, như thật biết thức và tự tánh của thức là không, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học năm uẩn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 xứ? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, như thật biết nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, như thật biết sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, như thật biết thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, như thật biết nội xứ và tự tánh của nội xứ là không, như thật biết ngoại xứ và tự tánh của ngoại xứ là không, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 18 giới? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, như thật biết sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, như thật biết thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, như thật biết hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, như thật biết vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không.